Xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị lại đến với kênh Nhà Đất Đắk Song nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất của mình thì có tổng diện tích là 4 héc ạ. 4 héc trên đất của mình thì có một căn nhà. Và mảnh đất này thì cách quốc lộ 14A thì 2 cây số nhé các bác. Còn cách thành phố Gia Nghĩa thì nằm tầm 10 cây số. Đó. Mảnh đất của mình thì trên đất là có 1.500 cây tiêu và 2.500 cây cà phê nhé các bác. Mảnh đất này thì bác chủ nhà cũng đang ra với cái giá là 4 tỷ 1 nhé các bác, 4 tỷ 1. Mảnh đất này là view đồi thông nhé, sau lưng em là đồi thông nhé các bác. Đấy. Bác nào mà xem video mà cảm thấy yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Và nhấn chuông và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Còn bác nào mà quan tâm những cái mảnh đất như thế này thì cứ alo cho em theo số điện thoại em để ở các màn hình ạ. Và bây giờ em sẽ di chuyển quay chi tiết cho các bác cùng tham khảo nhé. Cái theo cái con đường tay em chỉ đây á, là con đường này là đi ra đường quốc lộ 14A là 2 cây số nhé các bác. Đấy, đằng sau em là cái đồi thông như này. Mảnh đất của mình là gọi là view đồi thông nhé các bác. Đấy, giờ em sẽ quay chi tiết xuống dưới nhà cho các bác cùng xem nhé. Đây nhé, đây là cái đường đi vào nhà mình nhé các bác. Trên đất của mình thì ở ngoài này là bác chủ nhà chăn nuôi nhé. Bác chủ nhà chăn nuôi chim bồ câu và gà. Và bác chủ nhà cũng trồng được ít cây ăn trái như vải, xoài và cây vú sữa như kia là bác chủ nhà trồng dưới bờ ao là được hơn 100 cây nhé các bác. Hơn 100 cây. Đấy, trên đất của mình là có một căn nhà và nhà kho đầy đủ nhé các bác. Sân sáng thì khá là rộng rãi nhé. Căn nhà của mình là quay hướng Tây ạ. Đây, nhà kho này là bỏ xe máy. Còn bên này nếu mà bác nào có ô tô thì mình bỏ ô tô ở đây nhé các bác. Đấy. Còn ở dưới này là không gian bếp và nhà ăn uống nhé. Con chào bác ạ. Bác nghỉ trưa ạ? Cho con quay video tí ạ. Đây, đằng sau này là không gian vệ sinh của mình. Đó, nhà tắm bên này và vệ sinh bên này ạ. Căn nhà bác chủ nhà làm những khá là rộng rãi. Đây là phòng khách của mình nhé. Đấy, phòng khách của mình. Em quay ở đây ra nó hơi tối. Còn ở trong này là phòng ngủ của mình nhé. Hai phòng nhé các bác. Đấy, hai phòng. Đây là đằng trước nhà của mình này. À, đằng trước nhà của mình thì bác chủ nhà cũng làm cái cây cảnh đồ cũng khá là đẹp nhé, khá là đẹp. Đây đằng trước hiên nhà của mình. Hoa giấy. Đây mình nhìn cái khung cảnh của mình là nhìn xuống dưới này nó khá là thoáng mát và khá là nhìn nó khá là đẹp nha các bác, khá là đẹp đấy ạ. Đấy. Bờ biên của mình là từ cái đường mình nãy á các bác, đó là đi thẳng xuống dưới nhá, đi thẳng xuống dưới đó và dưới đó là bác chủ nhà có một cái ao gì đó nhá. Đây là nhãn nha các bác, cây nhãn. Còn là tiêu đây, tiêu của bác chủ nhà là đã ra hoa như này hết rồi nha các bác, đã xịt thuốc cho ra hoa rồi. Năm nay thì thấy tiêu của bác chủ nhà hoa khá là ok. Mong cho năm nay được mùa được giá cho nông dân cũng đỡ khổ ạ. Đấy, nhìn cái dàn hoa như này là thấy cũng ưng ý lắm luôn đấy chứ các bác.
Em đi quay mà em nhìn thế này là em cũng ưng ý lắm á. Nhà em cũng có nhưng mà nhà em giờ này nó chưa chịu bung hoa các bác. Ở Trường Xuân thì năm nào cũng bung sớm hơn và thu sớm hơn của Đắk Song. Đắk Song là thu muộn hơn của Trường Xuân gần 1 tháng nha các bác. Đấy, Đắk Song lại thu sớm hơn của Đắk Hòa. Đắk Hòa, Đắk Min lại thu muộn hơn. Đó. Như năm vừa rồi mà trên này là thu sớm là bán được giá cao đây này các bác này. Đấy, cái bờ biên của mình là tới đây nha các bác, tới đây chạy thẳng dưới. Nhìn cái dàn tiêu ra hoa khá là mê ly. Xuống đây lại rộng ra này các bác này. Đấy, xuống sang bên này lại rộng ra. Mảnh đất này là tổng diện tích là 4 hect nha các bác, 4 hect. À, bìa thì chưa đủ là 4 hect đâu nhưng mà bác nào mua thì bác chủ nhà sẽ đứng ra làm đủ 4 hect cho mình nhé. Cách mảnh này thì cách đường nhựa trường chợ cũng nằm tầm 2 cây số nha các bác, 2 cây số. Còn cách thành phố Gia Nghĩa thì 10 cây nhá, đúng 10 cây. Đó, đúng 10 cây luôn các bác ạ. Đây ống ống tưới của bác chủ nhà không chôn nên bác chủ nhà đang bỏ đây thì vận chuyển đây mình tưới. Cà này là cà kinh doanh nhé các bác, cà kinh doanh. Cây nào đẹp thì bác chủ nhà để lại, còn cây nào xấu thì bác chủ nhà cưa hết rồi, cưa đi để mình ghép giống cà mới nhé. Đó. Bác chủ nhà cắt cành cũng khá là đẹp, được ít sầu riêng, sầu riêng bơ, sầu riêng nhỏ với sầu riêng to này được mấy chục cây nhé các bác. Em đang đi di chuyển xuống dưới ao để cho các bác cùng tham quan tham khảo. Bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo cho em nhé, em dẫn vào tận vườn mình cùng tham khảo được cái mảnh đất của mình coi nó như thế nào. Đây, con đường này là con đường đi xuống ao nhé các bác. Đấy, em sẽ di chuyển sang cái chỗ này để cái để nhìn được cái ao đây các bác này. Cái ao khá là rộng nhé. Ồ, cái ao khá là rộng, khá là dài các bác ạ. Mấy cái máy của em khéo sắp ngừng rồi. Đấy, cái ao của mình ở dưới đó nhé các bác. Đó. Đất này thì nó thoải dễ làm nha các bác. Đường thì bác chủ nhà mở quanh rẫy. Nói chung là cực kỳ dễ dễ đi và cũng cực kỳ là dễ làm ạ. Đó. Nhìn sang bên kia là người ta cấy cao su, vườn bên kia người ta cấy hết cao su nhé các bác. Cấy hết cao su rồi. Khá là đẹp các bác. Cà thì năm nay cũng hoa cũng được mùa. Nhìn hoa cũng khá là, nhìn cà cũng khá là đẹp. Rất chi là nhiều hoa và đậu trái. Bờ biên của mình là qua tới bên kia nha các bác. Qua tới bên kia, chạy xuống và vòng xuống cái bờ dưới kia, bên cao su hất qua là của người ta rồi. Còn hất thẳng xuống đây là cái ao, chạy thẳng qua bên kia. Và chạy vuông lên trên ngay chỗ cái điểm đầu tiên em đứng nha các bác. Đó, cái điểm đầu tiên em đứng là ở trên đó nhé. Bây giờ em sẽ di chuyển lên trên. Và bác nào quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo cho em theo số điện thoại nhé. Em dẫn các bác vào tận vườn để cùng tham khảo. Thì mảnh vườn này thì của cô chú nhưng mà cô chú cũng già rồi, cô chú cũng không làm được như này. Cô chú cũng muốn về với con cái á. Cho nên cô chú muốn sang nhượng lại cho những ai mà thiện chí mua, có tâm huyết để làm nhé. Rồi em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.